Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Thuốc Nam của bạn. Trong video này, tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một vị thuốc, đó là hương phụ. Hương phụ là thân rễ xay khô của cây củ gấu hay củ gấu. Nói về công dụng chữa bệnh của hương phụ có câu: Nam bất tiểu trần bì, nữ bất ly hương phụ, thường được các nhà đông y truyền tai nhau. Hương phụ, tên khác, cỏ cú, củ gấu, sa thảo, củ gấu vườn, củ gấu biển, hải dương phụ, thuộc họ cói. Đặc điểm sinh trưởng: hương phụ thuộc chi Cyperus, là chi gồm hơn 700 loài, phân bố rộng rãi trên khắp thế giới ở vùng nhiệt đới. Ở Việt Nam có khoảng 45 loài mọc ở khắp nơi trừ vùng núi cao hơn 2.000 m. Thường nhất là mọc tập trung ven biển trên các bãi cát từ Móng Cái đến Hà Tiên, mọc hoang trên đồng ruộng. Ngoài Việt Nam còn có nhiều ở một số nước như Indo, Nhật Bản. Đất trồng, cây có thể phát triển mạnh mẽ trên nhiều loại đất khác nhau, kể cả đất cát ven biển. Là loài cây ưa sáng, chịu nắng và hạn tốt. Cỏ cú là loại cỏ dại, bởi sự ảnh hưởng không tốt của nó đối với cây trồng. Ngoài ra, chỉ cần mẩu rễ nhỏ mà cây có thể phát triển, nên để tiêu diệt loài này thường rất khó khăn. Loại cây này mọc ở rất nhiều nơi và thường rất khó để tiêu diệt, vì chỉ cần một mẩu nhỏ cũng có thể phát triển. Cây mọc ở vùng biển, củ to dài còn gọi là hải hương phụ. Thu hoạch: sau khi thu hoạch bằng cách đào lên toàn cây, người ta đem phơi cho khô ráo. Tiếp đó sẽ chất dược liệu thành đống rồi đốt để rễ con và lá cháy hết. Cuối cùng còn lại phần củ lấy riêng, đem rửa sạch bụi bẩn, phơi hay sấy khô để sử dụng. Cây cỏ sống lâu năm, cao 10-60 cm, có thân rễ nằm dưới đất, phát triển thành củ hình thoi, dài 2-4 cm, đường kính 0,5-1 cm, vỏ ngoài màu nâu thẫm hoặc đen nâu, có nhiều đốt, trên đốt có lông, bên trong có màu nâu nhạt, mùi thơm. Từng củ mọc lên thân khí sinh, thân nhẵn hình ba cạnh, cụm hoa ở đỉnh, phân bố tập trung thành ngù, bông không đều, mỗi bông có chục nhẵn, mang 3-20 bông nhỏ. Mỗi hoa mọc ở kẽ, mỗi lá bắc gọi là vảy, hình trái xoan, màu nâu đỏ đặc biệt, hoa không có tràng và đài hoa, nhị có ba ô, bao phấn hình dải, bầu thượng một ô một loãn, hoài nhụy có hình dạng như sợi chỉ. Quả bế màu đen hoặc xám đen, quả có ba cạnh, bên trong quả có chứa một hạt, ra hoa từ mùa hè tới mùa đông, nhiều nhất là từ tháng 3 đến tháng 7. Thu hái hương phụ. Hương phụ là vị thuốc từ thân rễ của cây, còn gọi là củ. Chọn loại củ to, mập, chắc, thơm, sạch lông, thịt hồng hào là loại tốt. Vị thuốc có hình dài, hình thoi, kích thước khoảng 2-1 cm, bên ngoài dược liệu có màu nâu đen, mang các vết tích của rễ con và có lông cứng, nhiều đốt ngang. Nếu cắt ngang phần củ, sẽ thấy có lớp biểu bì mỏng và mô mầm màu hồng nhạt. Đặc biệt, dược liệu khi ngửi có mùi thơm đặc trưng, nếm sẽ thấy hơi đắng, ngọt ít. Bảo quản: phần dược liệu cần được để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, không mối mọt. Bảo quản: phần dược liệu cần được để nơi khô ráo, thoáng mát, không có mối mọt, tránh ánh mặt trời chiếu trực tiếp. Bảo chế hương phụ chỉ cần đủ dùng trong 15-20 ngày, vì để lâu sẽ mất dụng vị thuốc. Bảo chế hương phụ: khi dùng có thể dùng sống, sắc hay ngâm rượu, tán bột, đem loại bỏ phần lông và tạp chất, rồi nghiền vụn, đem đi thái lát mỏng. Tứ chế lấy 1 kg vị thuốc, chia thành 4 phần, mỗi phần 250 g, rồi đem ngâm rượu 40%, giấm 5%, 200 ml, nước tiểu trẻ em, nước muối 15%. Tùy theo mùa trong năm mà thời gian ngâm thuốc không giống nhau, thời tiết càng lạnh ngâm càng lâu. Ví dụ nếu mùa hè trời nắng nóng thì ngâm một ngày một đêm,
hay 7 ngày 7 đêm nếu là mùa đông. Sau đó lấy tất cả dược liệu mỗi phần ra phơi hoặc sao khô, rồi trộn cả 4 phần lại. Ngoài ra dân gian còn dùng hương phụ thất chế, hương phụ mễ, lấy hương phụ trộn chấu, sau đó giã sao cho loại bỏ được hết rễ con rồi dùng. Sao tán, phơi khô, sao cháy đen tổn tính, hạ thổ để nguội tán bột. Chế giấm, thái dược liệu thành từng lát mỏng rồi ngâm với giấm, ủ qua đêm. Sau đó đem lên bếp sao vàng rồi phơi, tỷ lệ dược liệu 10 kg thì cần 2 lít giấm. Theo các tài liệu nghiên cứu, hương phụ có thành phần hóa học phong phú như có từ 0,3 đến 2,8, tinh dầu màu vàng, mùi thơm nhẹ, đặc biệt hương phụ có từ 0,3 đến 2,8% tinh dầu màu vàng, mùi thơm nhẹ đặc biệt của hương phụ. Thành phần tinh dầu gồm 32% siperin, 49% rượu siperona, axit béo phenol, vân vân. Tác dụng theo y học hiện đại, ức chế sự co bóp tử cung, điều hòa kinh nguyệt. Do tinh dầu chiết xuất từ dược liệu có hoạt tính nhẹ của hormone phụ nữ nên có thể sử dụng để điều hòa kinh nguyệt, giảm đau, cường tim, hạ áp. Cồn chiết xuất từ dược liệu có tác dụng ức chế trực tiếp cơ trơn của hồi tràng, kháng khuẩn. Tinh dầu có tác dụng ức chế tụ cầu khuẩn vàng, trực khuẩn lỵ, nấm, ức chế thần kinh trung ương. Theo đông y, dược liệu có vị cay đắng, ngọt ít, tính mình, quy kinh, kinh can, tam tiêu. Công dụng làm giảm bực tức, uất ức, khó chịu, điều hòa kinh nguyệt, giảm đau, kiện tỳ vị, thông khí, trừ đờm. Chủ trị, trị vùng ngực, bụng chướng đau nhưng lại thiên về hai hông sườn và bụng dưới, kinh nguyệt phụ nữ không đều, ung nhọt độc, sưng đau, ăn uống không ngon, tiêu hóa kém. Tùy vào phương pháp bào chế mà tác dụng cũng khác nhau. Hương phụ mễ dùng sống có tác dụng thông khí trừ đờm, hương phụ tán sáo cháy có tác dụng cầm máu. Tẩm sao tứ chế, thất chế, tẩm cam thảo có tác dụng điều hòa can thận. Ngoài ra còn điều khí huyết, thông kinh lạc, bổ huyết, nhuận táo. Cách sử dụng. Tùy vào mục đích sử dụng, có thể dùng dược liệu với nhiều cách và liều lượng khác nhau. Hương phụ có thể dùng dưới dạng thuốc sắc, thuốc cao, hoàn tán hay dùng ngoài. Liều dùng 6 đến 12 gram dưới dạng thuốc sắc hoặc cho vào thuốc cao hoàn tán, không kể liều lượng nếu dùng ngoài. Một số bài thuốc từ hương phụ. Trị chứng đau sừng ngực, đau bao tử, hương phụ 8 gram, ô dược 10 gram, cam thảo 4 gram, đem tất cả sắc uống, chia thành 2 lần uống trong ngày. Trị đau sườn, chứng đau, hương phụ 10 gram, lương khương 10 gram, cho tất cả vào ấm, sắc thuốc uống, chia thành 2 lần uống trong ngày. Trị đau bụng lạnh, khó chịu vùng bụng dưới, hương phụ 10 gram, diên hổ sách 8 gram, đem tất cả nguyên liệu này sắc thành thuốc rồi uống hết trong ngày, có thể chia 2 đến 3 lần. Điều trị đau bụng kinh, rối loạn kinh nguyệt do tinh thần ức chế vú đau. Hương phụ trần bì ngải diệp mỗi vị 20 gram, nguyệt quế 2 đóa, đem tất cả nguyên liệu sắc lên rồi uống trong ngày. Hoặc hương phụ 20 gram, ích mẫu 15 gram, ngải cứu 6 gram, bạch đồng nữ 8 gram, thêm 300 ml nước đun sôi lọc bỏ bã rồi cho đường vào mà uống trong ngày. Đây là bài thuốc cao hương ngải được tin dùng và có hiệu quả. Trị rối loạn tiêu hóa, ăn không ngon, nôn mửa, đầy bụng. Hương phụ 8 gram, sa nhân 4 gram, mộc hương 6 gram, chỉ xác 8 gram, đậu khấu nhân 6 gram, hậu phác 12 gram, hoắc hương 8 gram, bạch chuột 12 gram, trần bì 12 gram, phục linh 12 gram, bán hạ 12 gram, cam thảo 4 gram, sinh khương 12 gram, đại táo 5 trái. Đem tất cả dược liệu làm thành thuốc thang, cho vào ấm, rồi sắc, chia 2 đến 3 lần uống hết trong ngày. Kiêng kỵ, người mẫn cảm, dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc, người gầy yếu, nóng trong người, đổ mồ hôi trộm, có dấu hiệu tình trạng xuất huyết, chảy máu chân răng, chảy máu mũi.
Phụ nữ đang mang thai không nên dùng. Hương phụ không chỉ là loài cây cỏ quen thuộc dân dã mà từ lâu đã được sử dụng trong dân gian với sự đa dạng và phong phú về tác dụng mà dược liệu này được dùng nhiều để điều trị bệnh. Tuy nhiên, để có thể tận dụng hết giá trị của vị thuốc, đối với sức khỏe, bạn nên tham khảo ý kiến y bác sĩ để kiểm soát rủi ro và những tác dụng không mong muốn.